chào mọi người. Đây là nhà ba. Đây là nhà ba. Mà sao nó chân chú quá. Sao vậy anh? Rồi, xin chào mọi người. Đây là phòng Barami. Thì là trong cái buổi vừa rồi, cái talk show vừa rồi á, thì là cái phòng của mình dự tính là chỉ lên hình 2 lần một tháng thôi. Nhưng mà sau khi làm xong thì kiểu phòng mình thấy nó vui á, nên phòng mình quyết định là phòng mình lên lại. À, thì cái mà buổi talk show ngày hôm nay là sẽ là về khóa tài năng. Thì có một cái đặc điểm chung của phòng mình đó là tất cả mọi người đều là những học viên của khóa tài năng. Ví dụ như mình và Minh, tức là cậu Sáu, là học viên của khóa T1. Còn Dung và cô My đã là học viên của khóa T3 rồi. Không biết là vì sao mà cô và các bạn á là đã quyết định học cái khóa tài năng của trung tâm này. Thì không biết là do cái nguyên nhân nào ha. Thì đầu tiên là kính chào Đắc Thọ, con xin mời cô My. Ok, để lão làng nói trước ha. Thì cô thì cô My biết thầy Dũng, biết một vài các cái thầy cô mà đồng hành với trung tâm lâu dài đó, là cũng khá năm rồi. Rồi trong một cái lần mà cô My về vào lúc dịp lễ 2 tháng 9 2018 á, là cái thời điểm mà trung tâm kỷ niệm thành lập. Và trong cái buổi ngày hôm đó, mọi người ngồi lại để chia sẻ rất là thân tình, thì có hai cái bạn nhỏ, một bạn lúc đó là học lớp 12 và một bạn là học lớp 11, gây cái ấn tượng mạnh với cô My. Từ cái cách các bạn đó suy nghĩ, cái cách đó các bạn nói năng và liên kết những cái vấn đề mà các bạn đó học nữa, thì cô My mới thắc mắc, ồ đâu ra mấy đứa nhỏ này mà nó xỉn dữ ta. Thì cái lần đó cô My chỉ dự định là về đi chơi lễ thôi, thăm lại các cái người bạn của mình thôi. Nhưng mà sau đó thì cô My phải nhắn tin, cô My hỏi thầy Dũng là mấy đứa nhỏ đó nó học cái gì mà nó xịn vậy, nó học cái gì, ông dạy cho tôi cái đó đi. Thì mới nảy sinh ra cái khóa tài năng trực tuyến đầu tiên dành cho cái đối tượng sau đại học. Dạ vâng, cảm ơn cô My. Rồi, tiếp theo là tới cậu Sáu. À, cái lý do mà chọn học cái khóa tài năng á, thực sự là không phải là mình vào trung tâm, mình biết trung tâm là mình vào học tài năng liền. Mà cái khóa học đầu tiên mình học ở trung tâm là tâm lý học hàng năm, là lớp MB1K3. Cái khóa mình là khóa thứ 3 là tâm lý học hàng năm. Thì cái mục đích mình vào học khóa đó là để tham gia một cái mô hình khác của trung tâm nữa, là mô hình đồng hành. Tại vì mình biết là mình vào đây, mình tham gia các khóa học ở trung tâm thì có một cái tính năng, đó là đồng hành. Cho nên là mình mới học cái khóa đó để mà mình đồng hành. Chứ thực ra là tâm lý học thì cũng dở dở ương ương, chứ cũng không thật sự là thích thú lắm. Rồi nãy giờ chưa dính gì tới tài năng đúng không? Nào bây giờ mới bắt đầu dính nè. Là mình nghe trong khóa học á, mình nghe là mọi người nói rất là nhiều kiến thức liên quan đến hàng năm, những cái thuật ngữ ví dụ như là thăng tiến nè, nhận diện lượng giá nè, rồi cũng biết là các cái lớp bổ trợ, trung tâm nhiều lớp bổ trợ lắm, mà những cái lớp bổ trợ thì được tạo ra để mà xoay quanh cái giống như những cái vệ tinh xoay quanh cái lớp tài năng. Thì mình mới hình dung, mình bắt đầu mình hình dung ra như là mình phải học khóa này thì phải. Cho nên mình mới đăng ký mình học. Nghe nó đi vòng vậy đó, nhưng mà nó là vậy đó. Ok, cảm ơn Minh rất nhiều. Và tiếp theo là mời tới cô Bảy, Dung. Thì Dung cũng có thể tiết lộ cho anh biết là vì sao em lại chọn khóa tài năng ở trung tâm mình được không? Thì cái mục đích ban đầu học tài năng á, thực ra nó không có được tốt đẹp cho lắm. Có nghĩa là mình biết tài năng qua cái kỳ thi tuyển sinh 9 lên 10. Xong cái có một cái buổi giới thiệu, cái cũng nhảy vô ngồi nghe. Cái tính láo nháo đó. Cái xong cái sẽ hỏi thầy về những cái câu nó
nó hơi tâm linh một tí, như kiểu con người chết rồi đi về đâu, rồi về cái nguồn gốc xuất phát của con người là gì, mà những cái câu đó là đó giờ mình hỏi thì một là không ai trả lời, hai là những cái câu trả lời sơ sài, cái mình có một cái định kiến về những cái câu đó là những cái câu không thể trả lời được, cái tự nhiên giờ cái có người trả lời cái mình kiểu sao thầy biết, mình kiểu sao thầy biết được, cái thầy nói là học đi biết vô tài năng, mấy chuyện đó nó nhỏ nhưng cân kiến búng tay cái là nó mất tiêu rồi. Cái cho nên cái mục đích ban đầu của mình vô á là để lật đổ chương trình tài năng, hay nói nhẹ nhàng hơn đó là mình muốn xác thực những cái mà câu hỏi mà mình đặt ra cho thầy thì trả lời, nói chung là coi coi nó có xịn hay không. Cho nên là mình cũng có quan tâm cái tên lắm, mình biết mình tham gia cái khóa giới thiệu xong cái mình có cái mục đích đó, cái là mình đi vô mình học luôn, và thầy cũng hay nói là học đi rồi mới biết sai thì mới sửa, thì vô đi thầy cho sửa hết đó, mà biết sai thì sửa, cái là cái mục đích ban đầu nó là như vậy. Nhưng mà đến chính lại là giờ không còn vậy nữa nha, không phải vô học để phá lớp tài năng đâu, thì nói là như vậy đó. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Thì còn phần của mình á, là lúc đầu mình biết tới tài năng là do cái lúc đầu là mình vô tình thấy cái bài post của trung tâm ở trên một cái group của một vị sư, thì là mình mới cũng tò mò mình vào, thì mình mới mới thấy là cái ông thầy là ổng đang ổng dạy về Phật học, cũng là một cái đề tài mà mình quan tâm. Thì là từ đó mình học, mình cũng theo học cái lớp bổ trợ tùm lum tà la trên á, thì đó một thời gian mà mình học rồi mình cảm thấy là mình cái ông này ổng, ông thầy ổng trả lời ok, và kiểu mình thấy nó hợp lẽ, cũng gọi là có thể tin tưởng và tạm thời giao phó được. Thì trong cái quá trình học đó, thì lâu lâu thầy cũng nhắc tới cái lớp tài năng đó, mình cũng ngờ ngỡ thì chắc là cũng là một lớp nào đó, mình cũng không có để ý lắm, nhưng mà chắc cũng mưa dầm thấm lâu. Thì lúc đó thì mình cũng một trong một cái giai đoạn là mình cũng hơi gọi là khủng hoảng không biết đi đâu về đâu, cho nên cũng đi học từ Tùng Đà La, thì là thấy cái nào hay hay mà mình cứ học thôi. Thì cuối cùng là cũng nghe nói là trong lớp tài năng thì có sẽ nói về cái kiểu mục đích cuộc đời các kiểu á, cho nên mình quyết định là ok, thì mình cũng muốn biết cái điều đó, bởi vì kiểu nó như một cái gai mà nó nhức nhối ở trong tim cũng khá khá lâu, thì quyết định là xác định đi học. Đó. Cái nhà nhà mình á là đã học được những gì ở trong cái khóa tài năng đó rồi, và những cái điều đó đã thay đổi mọi người như thế nào, thì chắc lại mời người cao tuổi nhất. Mời công ty. Cô Hai My sẽ nói như vậy. À, 26 năm cuộc đời tôi đi, tôi cố gắng tôi trả lời cái câu hỏi là tôi sống để làm cái giống gì. À, có lúc á thì tôi nghĩ là chắc là mình sống là để mình hiểu mình á. Chắc vậy rồi đó, chứ không còn cái nào khác nữa đâu. Tại vì một trong những cái chuyện mà tôi quan tâm, tôi đầu tư, tôi suy ngẫm, tôi lăn lóc để mà tôi có thể biết được, đó là cái chuyện là tôi sao. Nhưng nhiều cái vấn đề quá. Đáng lý ra một cái người mà có cái mục đích cuộc đời rồi đó, mà cái mục đích đó là tôi tự tôi xác định đó là để hiểu biết về chính mình đó, thì đáng lẽ mình có rồi là mình phải phay phay chứ, mình phải vui vẻ để mình đi làm chứ.
mình phải tìm đường để mình làm chứ, mà không sao thấy xung quanh nó vẫn rối tù mù à. Thì trong những cái buổi học đầu tiên của cái lớp tài năng á, thì đâu đó nó có đủ hết về tư tưởng nè, về tri thức nè, về kỹ năng và về đạo đức. Kỹ năng thì nó ít hơn ba cái mảng còn lại một chút xíu, và gom ba cái mảng còn lại chung á, thì có thể gọi nó là tư tưởng luôn á. Thì tôi thấy trời ơi, sáng rõ quá vậy. Từng cái chuyện vụn vặt trong cái cuộc sống của mình mà bấy lâu nay mình cảm thấy trăn trở, tức tối, quạo quọ đồ này kia đó, bây giờ nó sáng tỏ. Thì cô mới thấy là mình phải đi sâu hơn, mình phải dành thời gian nhiều hơn cho những cái thứ này mình đang học nè, để mà thiệt sự mình trả lời được, mình xử lý được những vấn đề trong cái cuộc sống của mình. Và hai cái điều mà cô My cảm thấy là cô My may mắn khi mà cô My biết đến cái chương trình tài năng rồi được hướng dẫn cho đến bây giờ, là mình có cho mình cái mục đích cuộc đời. Mà nếu như không phải cái môi trường này thì không có chỗ nào có thể hướng dẫn cho mình được như thế. Cô My dám khẳng định điều đó. Cái điều thứ hai nữa là cho mình tất cả những cái cơ hội, cho mình tất cả những cái cơ hội để mà mình có thể sửa đổi bản thân mình theo đúng cái mục đích mà mình muốn làm, mình muốn đạt được. Hai cái điều đó là hai cái điều rất là quý giá. Nếu như mà phải dùng một cách nói cho nó hoa mỹ á, là giống như là mình được đẻ ra lần thứ hai vậy đó. Tại vì nếu như không có những cái điều đó là mình cứ đi vòng vòng xà quần rồi trầy vi tróc vải bởi những cái thứ mà có thể nó chưa có trả lời được câu hỏi của mình nữa. Cái đó là cái phần chia sẻ của cô hai. Dạ vâng, con cảm ơn cô hai. Rồi, Minh, sao Minh? Giờ mấy Bữa giờ em sao anh? mấy ý là bữa giờ em học cũng quá chừng luôn, cũng gọi là dấn thân quá chừng luôn. Rồi thì bữa giờ học sao, có gì thay đổi không kể nghe. Nếu mà nói về cái sự thay đổi mà tính từ cái thời điểm mà bắt chính thức bước vào lớp tài năng nha, đến bây giờ thì cũng đã hết khóa rồi, là cũng gần 4 tháng rồi, có thể là hơn 4 tháng. Thì chắc bây giờ mình nhìn lại mình hồi xưa đó, có nhiều sự thay đổi lắm. Bây giờ không mấy cái show này 1 tiếng rưỡi đi ngồi kể cho nghe. Và học cũng được nhiều cái lắm, bây giờ cái show này 3 tiếng thì kể được hai cái, đó là cái được học được, cái sửa được. Nhưng mà bây giờ mình nói một cái điều mà mình rất là quý trọng của cái chương trình tài năng đi, đó là học xong là làm. Học xong là làm luôn, là có cái để làm luôn. Nó không biết truyền tải như thế nào nhưng mà nó là như vậy đó. Có lẽ là nghe nó hơi chung chung đúng không, nhưng mà nó là như vậy. Có nghĩa là mình học tài năng là để làm luôn, làm nó dính chặt đến với cái cuộc sống của mình luôn á, chứ không phải là học toán rồi học công thức rồi xong mình giải công thức, không phải như vậy. Mà học tài năng là để làm, là để xài, kể cả cái những cái như là tư tưởng. Tư tưởng là quan trọng rồi, tư tưởng không có tư tưởng không có gì hết á. Tư tưởng là quan trọng rồi, cho nên là cái khóa tài năng của mình đang tham gia bây giờ phần tư tưởng rất là nặng. Và cái phần kỹ năng thì cũng kỹ năng là đương nhiên để xài rồi chứ còn gì nữa. Nhưng mà nếu mà kỹ năng không á, mà không có tư tưởng thì không được. Cho nên là mình thay đổi rất là nhiều kể từ khi mà mình tham gia lớp tài năng. Một trong những cái điều mình thấy đó, mình hợp tác được với con người. Một trong những cái điều đó là mình đã bắt đầu hợp tác được với con người. Hồi xưa thì mình chỉ nhìn vào cái điểm xấu của mình và của người khác thôi, và mình nói là thôi cái điểm xấu rồi, cái điểm xấu, chứ mình không hề có một cái suy nghĩ là cái điểm xấu đó thay đổi được, có cách để thay đổi cái đó, chứ không phải là không có. Hay là ngoài những cái đó ra còn phải nhìn nhận được cả những cái đúng tốt của mình và của người khác nữa.
Như mình nói vậy đó, nói thì nói vậy đó, nhưng mà làm thì khó lắm. Làm thì rồi vô cùng khó. Nhìn ra được rồi, phát triển cái điểm tốt mình lên, rồi nhìn ra được cái điểm sai mà chịu đi sửa thì ô, nó vô cùng khó. Cho nên là cái chương trình tài năng là một cái những gì mình học ở trong đó nó chỉ là 10% thôi, nhưng mà 90% là những cái lợi ích xung quanh cái chương trình tài năng đó mới là cái thật sự cái lợi ích đằng sau đó thôi. Còn nhìn vào cái chương trình thì các bạn thiệt sự thì cái cuốn giáo trình nó mỏng lét à, nó đâu có nhiêu đâu, thì nó mỏng lét à, mình về mình lướt cái là xong rồi. Nhưng mà cái ảnh hưởng của nó lên cái cuộc sống của mình thì không thể xem thường ha. Cái đó là phần chia sẻ của mình. Ok, cảm ơn Minh. Rồi thì tiếp tục là tới câu 7. Sao tôi cứ quên tên hoài đó, kiểu nó có bị rùng rủng. Ok, mời câu 7 là Dung chia sẻ về cái trải nghiệm của mình với lớp tài năng đó. Thì tính ra mình học có một khóa thôi mà kể 3 tiếng rồi. Bây giờ tôi học 2 năm rồi thì tính ra tôi phải kể bao nhiêu lâu nữa. Nhưng mà nó từng giai đoạn thì nó có những cái tiến trình thay đổi nhất định. Nhưng mà để mà nói chung về những cái thay đổi mà nó mang tính quyết định lớn nhất đó, thì cái đầu tiên thì phải nói đến là nó định hình lại cái cách và cái tư tưởng mình. Cái lúc mà mình bắt đầu học tài năng là cái khoảng cuối thời gian dậy thì đó, thì không phải là ai mà sau cái thời gian dậy thì cũng có thể trở nên tốt hơn được. Thường thì cái chiều hướng đó nó cũng cũng hên xui lắm. Thì nhờ cái việc mà mình đi học tài năng đó, như đã nói thì vô để mà khám phá lục lọi cái giáo trình tài năng nó làm sao. Thì lúc cái lúc mà thời T1 đi học là thầy giải gì là về làm liền, về làm thử liền, thử coi nó đúng hay không. Cho nên là cái khúc đó mình thay đổi rất là nhiều luôn. Không biết là hên hay xui cái vụ suy nghĩ đó nha, nhưng mà cái khúc đó mình thay đổi phải gọi là ngoạn mục hả? Ngoạn mục hả? Đúng rồi. Nó rất là có nhiều thay đổi trong cái cuộc sống của mình, từ gia đình cho đến bạn bè. Cái thứ hai là về cái tư tưởng đó. Về cái tư tưởng thì cái tư tưởng trước đây mình ai cũng bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng nào đó, và cái tư tưởng trước mình bị ảnh hưởng thì nó khá là tiêu cực và gọi là hơi xa lánh con người rồi đó. Thì khi mà vô đây á, cái mình được gọi là trung hòa nó lại và nó đỡ tiêu cực hơn. Cái quá trình đó thì tất nhiên tư tưởng mà để đổi tư tưởng thì nó hơi hơi dài một tí, thì nó cũng phải tầm mất 1 năm, 1 năm rưỡi thì cái tư tưởng của mình nó mới đỡ đỡ cực đoan hơn đi. Và cái nữa, cái cuối cùng mà rất là thích, rất là tâm đắc luôn, đó chính là cái cảm giác ổn định, cái sự ổn định. Hồi trước khi mà học tài năng nó sẽ có những cái lúc như là sáng thức dậy nè, hoặc là sau những cái cuộc đi chơi đồ về đó, thì tự nhiên mình sẽ có cái cảm giác mình hụt hẫng đó, mình chênh vênh lắm, mình không biết là vui vậy rồi để làm gì nữa. Rõ ràng là cái khúc đó mình vui quá trời vui luôn, mình cười nói cho, nhưng mà về rồi cái của cái niềm vui đó nó tạm thời quá đi, cái xong cái buồn khổ các thứ. Nhưng mà từ khi mà mình học á, cái sau những cho dù mình đi chơi hay là làm cái gì đó mà xong cái mình có thời gian rảnh ra, nhưng mình cũng không hề có cái cảm giác gọi là không biết làm gì nữa. Mình biết là mình sẽ có cái việc để làm để mà theo được cái mục đích mà mình có. Cho nên mình luôn có việc để làm để mà đi theo cái mục đích đó. Cái mình không có còn cái cảm giác gọi là chênh vênh mà đi cầu khỉ nó muốn té nào nó té nữa đó. Thì cái cảm giác nó sướng lắm, nó đã lắm, kiểu mình biết là cho dù mình có thời gian rảnh nhưng mà cái rảnh đó của mình vẫn có thể dùng để làm cái gì đó, chứ không phải là rảnh rồi cái ngồi không, rồi ngồi suy nghĩ lung tung này kia. Đó là cái sự ổn định mà rất là thích mà sau khi học đem lại được cho mình. Ok, cảm ơn Dung.
là chia sẻ rồi thì còn mỗi mình thôi. Thì về phần mình á, để coi cái điều mà mình học được trong lớp tài năng. Thật ra như mình nói lúc đầu kiểu mình cũng tò mò, mình coi cái giáo trình thì kiểu coi mấy cái này cũng bình thường. Kiểu nó cũng khá là không phải là nhiều nhiều cái mới đâu, và mình cũng mong coi mình lướt cái hồi là nó hết trơn rồi. Nhưng mà thế nhỉ, kiểu mình thì mình cũng hơi theo cái ông thầy, kiểu cùng một mình tin là một cái cùng một cái giáo trình, nhưng mà do cái người họ dạy thì là tự nhiên cái bài giảng nó sống, mình cứ nhớ hoài thầy nói một câu là cái giáo trình đó là cái giáo trình nó chết, còn tôi sống này, nên có gì cứ mà bảo tôi hay là hỏi tôi á, mình ấn tượng với cái trở lại cái điều đó. Thì trong quá trình học tài năng thì mình cũng học được về tư tưởng, là cũng khá là nhiều về kỹ năng. Cái điều mà mình ấn tượng nhất là cái sự mà cải chính tri kiến á, bởi vì tài năng nó không phải là một cái lớp học không thôi, mà xung quanh nó là cả một cái hệ sinh thái bao gồm những cái lớp bổ trợ và những cái buổi mà lượt giá rồi nhóm đồng hành nữa. Thì đó, thì là kiểu mùa này mùa dịch mà, cho nên cũng rảnh, cứ ngồi nhà rồi học từ sáng tới tối vậy. Rồi có những cái câu hỏi hay là những cái khúc mắc gì đó thì là luôn luôn được thầy trả lời một cách là hợp lẽ, và kiểu mình thấy mình thỏa mãn với những cái câu trả lời đó. Kiểu bình thường nó cứ khúc mắc, nói chung là cứ có gì là đem hỏi ổng. Thì là dần dần cũng có những cái mà niềm tin sai lạc, và cũng những cái chi kiến mà mình đã hun đúc nó trong 25 năm, nói chung nghe nó hơi bự. Ok, thì đó, hay là có những cái mà nó cũng bị sai sai, hẳn là nó sai. Thì đó, đây là mình đã được như là thầy chỉnh lại, và nói chung là có cái sự mà sửa chi kiến nó được rõ ràng hơn, và nó cái sự đúng đắn hơn. Và cái điều mà mình thấy mà mình quý nhất trong cái lớp tài năng đó là cái sự mà mình cho phép mình được mở lòng và dấn thân nhiều hơn. Thì trước khi mình học cái lớp tài năng là mình viết một cái chữ dấn thân bự chà bá lên trên một cái nốt ở trên màn hình đó. Bởi vì kiểu mình có một cái ý mình thích, đó là cái giá trị mà mình nhận được nó sẽ tương đương với là cái giá trị mà mình bỏ vào đó. Thì nếu như mà mình dấn nhiều thì là mình sẽ lượm được nhiều. Rồi trong cái quá trình đó thì mình cũng được tiếp xúc với lại mấy cái người này nói chung cũng nhân viên đưa đẩy, thì mình có cái sự được gọi là tập tập hành cái sự mà mình được làm việc lại với cái loài người hơn. Nghe hơi ghê em ta. Nói chung là thương lắm. Thì là dần dần có sự cởi mở hơn. Nhưng có những cái điều ngộ nhận nào hay là những cái điều nào mà cô My nghĩ là khi mà cái người đầu tiên mà ở ngoài họ nhìn vào họ có cái sự kỳ vọng hay những cái sự ngộ nhận về cái lớp tài năng của mình không? Cho cô chuyển qua bãi trước được không? Sao mà con cứ hỏi cô hoài vậy? Hỏi bãi trước đi. Con lỡ đi theo cái thứ tự rồi. Bãi, con nói trước đi bãi. Ok rồi, cô đã bán cái qua em rồi, em có đá qua thằng Minh luôn không? Để em làm được. À, để mà nói về ngộ nhận á, thì
Lúc đầu em còn không nhận nó nữa, lấy đâu ngộ. Em không có quan tâm cái chữ tài năng. À, như đã nói nãy đó là vô buổi giới thiệu rồi, rồi trao đổi, thầy giao tiếp với thầy, được thầy trả lời những cái câu hỏi, rồi tự nhiên cái có một cái mục đích cho mình đi học cái khóa này luôn. Chứ mà thiệt luôn, cái ấn tượng ban đầu với cái chữ tài năng thì nó chỉ là cái chữ tài năng thôi, nó chỉ là tên một cái khóa học thôi, nó không có phản ánh lên là cái điều gì hết. Nhưng mà để mà sau này á nha, có những người hỏi em hay rủ đi học, thấy hay cái rủ bạn đi học, cái nó hay hỏi đó, học tài năng là mày học gì cháu, cái câu trả lời em có một câu học nhiều lắm, học nhiều lắm, có một câu đó ai hỏi vậy, học nhiều lắm mày, học đi mày biết, học nhiều lắm. Thì hơn thì sao, nó tin em, nó đi học á. Thì nhưng mà đối với người khác á nha, đứng trên phương diện là người khác nha, nếu mà bây giờ nhìn vô chữ tài năng á thì em nghĩ là người ta sẽ nghĩ đó là những cái lớp ca múa hát kể chuyện đọc thoại diễn kịch, những cái lớp mà để phát triển những cái gọi là nghệ thuật, nó thiên về nghệ thuật. Bản thân cô khi mà cô đòi học cái khóa này trước, học rồi đó, cô mới biết nó tên là tài năng. Rồi sau đó cô cũng tự liên hệ, liên tưởng được là nhiều khi là người ta cần một cái tên gì đó nghe nó oách để người ta đi học á. Mà một trong những cái tên đó thì nó phải khiến cho người ta có cái suy nghĩ là vô đây học người ta sẽ giỏi giang đồ này kia, nó xuất chúng rồi đó, thì lấy tên tài năng cũng được. Thì cô suy nghĩ vậy. Nhưng mà có một cái điều nó rất là thú vị, nó rất là thú vị. Cô đi dạy sinh viên á thì trong lớp chỉ có đôi ba bạn là học một cách bình thường, tức là vô học thì thiệt sự là học, có bài tập thì thiệt sự là làm, và sau một khóa học thì thiệt sự là có cái sự cải thiện thay đổi. Cô thấy trời, bây giờ sao mấy cái đứa nó học mà nó học một cách bình thường vậy, nó hiếm dễ sợ luôn. Thì cái chương trình tài năng á, dạo gần đây thầy Dũng mới bật bí, trời ơi tôi phải đặt cái tên như vậy, chứ không lẽ tôi đặt cái tên là vô cái khóa này học để trở thành cái người bình thường thì nó ế quá, không ai thèm vô, hiểu không? Nhưng mà thiệt ra trong đây á, mình học là để mình trở thành cái người bình thường. Tại vì sao? Người bình thường phải biết tất cả những cái điều nó liên quan đến bốn trụ cột tri thức, về tư tưởng, về kiến thức, về kỹ năng, về đạo đức, để mình sống được với nó, mình sống được với cái cuộc đời của mình cho nó xịn sò. Và mình học là mình phải xài được. Trời ơi, cái đó là những cái điều nó hết sức bình thường luôn. Mà giờ không lẽ mình lấy cái tên của cái khóa mình vậy, chắc không ai thèm học đâu không? Nhưng mà thiệt ra nó là như vậy đó. Thiệt ra nó là như vậy. Cho nên là nó giống như là bị ngộ nhận ngược á. Bị ngộ nhận ngược á, là phải nghĩ về một cái thứ gì đó mà nó khác lạ để vô đây học trở thành một người bình thường. Thì cái đó là cái suy nghĩ của cô mình. Cái này kể lại trải nghiệm rất thực tế của mình trước cách đây khoảng 1 năm rưỡi đi, rất thực tế luôn, là bản thân mình trải nghiệm luôn. Tại vì mình biết đến trung tâm là cách đây 1 năm rưỡi rồi chứ không phải là gần đây, là do một người bạn dẫn vào, một người em dẫn vào. Thì mình tham gia cũng ngay một cái buổi là giới thiệu lớp tài năng, cũng một buổi giới thiệu lớp tài năng. Thì mình ngồi mình nghe, rồi mình nghe thầy nói, rồi mình coi những cái gì được chiếu trên slide, thì mình thấy là mấy cái này quen quá, mấy cái này gặp đâu rồi, mấy này bình thường tư tưởng kỹ năng đạo đức gì đó, mấy tri thức hiểu mấy cái này bình thường không không gì hết. Thì mình thấy như vậy, có nghĩa là mình bề ngoài á, bề ngoài thì lúc đó mình cũng chả suy nghĩ gì cả, mà mình thấy bề ngoài có nghĩa là, mà mình nghĩ là cái điều này nó cũng sẽ dễ xảy ra, tại vì cái chữ tư tưởng mà mình hiểu á, nó còn rất là sao nói sao, nó còn rất là hình thức, nó còn rất là hình thức. Tư tưởng ok biết tư tưởng là gì rồi, nhưng mà suy nghĩ cái gì, suy nghĩ cái gì ở trong đó, cái đó nó quan trọng đó.
hay là kỹ năng biết kỹ năng là tạp tành rồi, kỹ năng đọc nhanh hay là kỹ năng chép bài gì đó. Ok, biết rồi biết rồi biết rồi, nhưng mà kỹ năng nó xài làm gì? Cái đó quan trọng đó, rèn luyện ra sao? Cái đó quan trọng đó. Nhưng mà nếu mà mình chỉ nhìn một cái cách hình thức thôi, như mình đã nhìn nhìn thì mấy cái này nó bình thường, thì chỉ là hình thức mà, thì nó bình thường. Đúng rồi, thì đúng rồi. Cái đó là mình cho rằng đó là một cái sự quy chụp và một cái sự đánh đồng, tại vì cái từ tư tưởng, cái từ kỹ năng và cái từ đạo đức, thậm chí là kể cả cái từ quan trọng là đạo đức, được đánh tráo khái niệm rất là nhiều ở ngoài, và vào đây thì mọi thứ sẽ được định nghĩa lại hết, mọi thứ sẽ được thay đổi hết, để mà mình có một cái nhìn nó rốt ráo và nó đúng đắn hơn. Cho nên là mình nghĩ cho rằng nó có sự ngộ nhận, và đó cũng giống như là một cái sự cản trở, một cái sự cản trở mình, những cái bạn mới bước vào trong cái môi trường này. Từ cái ý kiến của cậu Sáu đó thì cô mới suy nghĩ đến một cái ngộ nhận này nữa nè, không biết là mấy đứa có từng gặp không. Tức là người ta nghĩ là vô cái khóa học tài năng này là sẽ bị thay đổi cái đầu á, sẽ bị tẩy não á, sẽ theo cái kiểu là vô đây dạy rồi coi như là phải giống như tụi này, rồi phải phải làm y chang như vậy, ở trung tâm này nó giống như một cái gì mà vô đây là phải thay đổi đồ hết trơn á. Cái đó cũng là một cái ngộ nhận nha mọi người. Và có nhiều người thấy sợ khi mà phải đối diện với cái chuyện là mình có thể sẽ thay đổi nhiều. Thì không biết là trong trường hợp của cô Bảy nè, của cậu Sáu hay là của cậu Tư gì đó, mấy đứa có gặp cái tình huống đó không? Và mấy đứa nghĩ làm sao? Có, bạn còn có gặp cái tình huống đó rồi. Có nghĩa là có những đứa nó vô đây á, cái xong cái nó thay đổi quá luôn, nó thay đổi 180 độ như một con người khác luôn. Từ một cái đứa thích đi chơi thành một cái đứa không thích đi chơi, từ chối mọi cuộc đi chơi, từ một cái đứa mà gọi là khá là hoạt bát, nói nhiều đó, tự nhiên cái đôi lúc mình nói ra những cái lời nó lại nghiêm túc hơn, nó lại trầm tư hơn, cái xong cái ta nhìn vô cái ta nói mày là ai vậy, tao không quen mày, học xong cái mày bị vậy ha, ủa mày bị làm sao đó, cái kiểu người ta sợ á, người ta thôi như mày tao không muốn đâu, cái kiểu cái con cái không muốn thì kệ mày cái gì đó, thì tao thấy tốt thì người ta làm, con kia mà mày muốn hay không thì không quan tâm mày. Nhưng mà con nghĩ tại sao lại như vậy hết, tại sao người ta lại nghĩ cái việc mà mình thay đổi thì nó khác người một tí thì nó lại là một cái chuyện đáng xấu hổ, thì con không thể nào mà hiểu được cái chuyện mà khác người thì nó xấu hổ ở chỗ nào đó. Nhưng mà mình vẫn thấy vậy, thì đó là trường hợp mà con gặp phải, con nghe những cái lời đó rồi. Nghĩ là cũng có cái điều đó. Hồi xưa mình cũng sợ, tại vì nghe nói gọi tài năng là cái gì, gọi là hạt giống thì không phải là cái trung tâm của cái trung tâm mà, cho nên là mình cũng có một cái sự lo lắng chứ, cũng có một cái sự lo lắng. Mình vô đây rồi, vô đây mình thầy thành kiểu là mình đúng là giống cô mi dùng cái từ tẩy não, mình vô đây mình bị tẩy não rồi sao rồi đó. Nhưng mà khi mà mọi người học cái tài năng, mọi người sẽ được trải nghiệm một cái cảm giác vậy nè, là không ai ép mọi người hết trơn á, không ai ép thì nói gì đó, thấy hợp lý không? À hợp lý thì thử đi, thử đi, hợp lý thì thử, thử hiệu quả không? Hiệu quả thì làm tiếp đi, làm tiếp đi, làm thấy ok phải không? Vậy thì tin tin quay lại, chứ không không ai ép, không cổ súy bất kỳ điều gì, tại vì ở trong tài năng rất là sợ cái chuyện cực đoan, rất là sợ cực đoan. Không phải là vô đây rồi mọi người chỉ sống ở trong đây, là cũng không phải luôn nha. Học là để cho mọi người á, cho cuộc sống của mọi người, cho nên là cái chương trình tài năng rất rộng, rất là rộng. Mặc dù mình mới học ở T1 thôi, nhưng mà mình thấy nó phủ đủ hết mọi thứ hết à. Tại sao mình nói vậy? Có phủ hết, cho nên là người này sẽ gặp cái chỗ này họ sẽ thấy ok, nhưng mà đến cái bài khác thì có thể họ sẽ không thấy ok.
thì những cái lúc đó cái mình cần là cái sự chủ động, mình hỏi lên ủa sao thầy nói chuyện đó vậy, sao thầy nói vậy được, chuyện vậy mà thầy nói là sao, em thấy kỳ kỳ đó, thì lúc đó để thầy nói cho nghe, cho thầy giải thích cho nghe. Thì cái cho nên mình nghĩ cái sự ngộ nhận là nó có chứ không phải là không có. Thì mình học và đương nhiên mình phải thay đổi rồi, nhưng mà cái thay đổi đó nó tốt không? À, nó tốt không? Tốt thì giống cũng được nữa, thay đổi tốt thì cũng giống cũng được nữa, không sao hết trơn á. À, chứ không phải là vô đây hay dạy xong cái ở trong đây gú trong đây thì cũng cũng không phải vậy nữa, cũng không phải vậy nữa. Mà mình dạy mình học xong là quan trọng cái tốt đó, một trong những cái truyền thống đó là mình phải tiếp nối. Sự ngộ nhận về tẩy não, thật ra mình nghĩ là cái não nó đâu có dễ tẩy như vậy đâu mọi người, kiểu cả biết bao nhiêu năm người ta cố gắng người ta cũng chưa chắc người ta tẩy được, thì đâu phải muốn thay đổi cái gạt là được đâu. Hồi mới vô mình nhìn kiểu mấy bạn ở trung tâm cũng cũng khoái, kiểu hình mẫu cũng khá là hay, cũng gọi là năng động này nọ, thông minh, thì mình cũng muốn hướng đến. Nói như kiểu thì mình đi học á, thì mình hay ví dụ như là giống như là bạn đã được ăn một cái tô mì ta, cái tô mì mà cho mấy cái quán mà nói chung là cái quán xịn á, thì tự nhiên bạn về cho bạn ăn mì gói, bạn nó đâu có chịu, kiểu vậy thôi. Kiểu đó giờ mình toàn tiếp nhận những cái thông tin hay là những cái kiến thức mà nó như mì gói á, thế xong rồi giờ vô đây ổng bày ra nguyên một cái mâm gì đó, cái mình ăn mình thấy ô cái này nó lạ nè, mà nó cũng ngon nữa, mình cũng có sự gọi là suy xét chứ bộ, đâu phải ai muốn cho ăn gì ăn đâu. Thì tự nhiên khi bạn đã được ăn những cái món mà nó chất lượng thì tự nhiên mấy cái kia nó sẽ thay đổi à, trừ khi mà nghèo nghèo lắm mới ăn mì gói lại thôi, chứ bình thường đã biết cái tốt cái đúng rồi á, thì không có mấy cái không còn mấy con đường nào mà quay quay lại hết hết trơn á, thì đó là ý của mình. My nghĩ như vậy nè nhà mình. Tức là từ trường hợp của cô My cũng biết đến những cái bạn học, rồi cô My tự nhắn cho thầy Dũng. Và cô My theo, cô My nhờ, cô My bám chừng nào mà có cái khóa học thì cô My mới chịu buông tha. Rồi trường hợp của Minh á, tuy là cũng đi loanh quanh cho đời nó mỏi mệt, nhưng mà con cũng có cái sự chủ động trong đó. Tân thì cũng có cái sự suy xét coi bây giờ ăn mì có tôm có mực hay là ăn mì gói tiếp không. Dung thì quá là mạnh mẽ rồi. Vậy thì cái đó nó có thể là những cái đặc điểm chung của những người trong nhà mình. Vậy thì từ hồi trước giờ chắc chắn là nhà mình cũng nhìn thấy được có những cái trường hợp mà trước khi học tài năng và cả trong khi học tài năng, các bạn vẫn có cái sự rụt rè, các bạn vẫn có cái sự e dè, các bạn vẫn có cái sự bị động. Vậy thì đối với những cái trường hợp có những cái đặc điểm như thế thì cái lý do nào mà mình có thể bày ra để cho các bạn đó vẫn vẫn mạnh dạn đến với khoa tài năng? Cái đó là câu hỏi thứ nhất ha, về lý do. Hỏi thứ hai là vô học rồi nhưng mà với những cái đặc điểm đó thì làm sao để mà mình có thể gom hết tất cả những cái tinh túy về để mình xài chứ. Thì nhà mình thử suy nghĩ, biết đâu sẽ giúp được một số bạn gỡ gây rối tơ lòng chỗ này. Tân mà nghĩ ra thì Tân cũng có thể trả lời trước ha. Nãy giờ mời ta rồi, giờ mình nói trước. Con kiểu con cũng hay tự nhận định
Mình là một cái đứa rụt rè á cô. Rụt mà kiểu để con học tài năng từ hồi tháng 10 mà tới cái lúc mà gọi là đầu tháng 12 học tài năng thì là mỗi tuần mình đều có một cái buổi lượng giá, nhưng mà vì nhiều lý do cá nhân mà tới đầu tháng 12 tới tháng 12 gì đó con mới bắt đầu lún cái mặt ra xíu, rồi cũng gọi là cho mọi người nghe được cái giọng mình. Có nhớ nhớ hoài rồi cô My, cứ không có chừng nào mới được nghe giọng thằng Tâm đó, con nhớ hoài luôn. Thì những cái buổi đó thì con cũng gọi là lấp lửng thôi, cũng như không thấu chuyện mọi người đó. Với cá nhân con thì đầu tiên gọi là cái sự mà khi mà mình được về cái là mình chưa có cái sự mà mình tin tưởng vào bản thân với lại và mấy người khác. Thì giống như con là lúc mà con tham gia những cái lớp bổ trợ thì con mới bắt đầu có cái sự gọi là tin yêu nên nên nên, nên thầy Dũng đó. Thì là kiểu mình biết là cái ông này ổng có thể lead mình được, con mới bắt đầu gọi là nhen nhóm cái suy nghĩ đó. Con đi học nói chung cũng đục rè, thì con cũng không biết là từ khi nào rồi cũng được cảm hóa mà cũng dần dần cởi mở hơn với cái môi trường ở trung tâm này. Thì với con thì con cũng không biết rõ cái công thức hay là cái phương pháp để bạn có rụt rè hơn, nhưng mà có thể là bạn sẽ muốn tự cho phép mình được thử cái gì đó mới, bởi vì những cái mà những cái mô thức mà xưa cũ nó ngăn cản mình nhiều thứ, nó không kết cho cái sự phát triển của mình và nó kìm hãm mình nhiều lắm. Nên nếu như mà thật sự là muốn có cái sự phát triển hơn thì hãy thử 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 dần dần hơn. Có thể đi học cái lớp bổ trợ nè cho nó quen quen, rồi dần dần cho phép mình bước ra khỏi cái thế giới của mình, có cái sự va chạm với những điều mới mẻ hơn và những cái điều nó là lạ hơn. Thì đó là cái điều mình của con. Ừ, chắc con trình bày chứ. Thì tính của bản thân con thì gọi là rụt rè thì cũng không có, ít thôi, không phải là không có mà ít thôi. Ít có một cái cảnh huống nào mà là mình phải rụt rè, nhưng mà e dè thì có. À, e dè thì có nghĩa là kêu làm là phải khoan đợi chút, để chút mai đi mai trả lời cho, thì có cái chuyện đó. Nhưng mà con nghĩ là cái cản trở lớn nhất đó không phải là những cái đó, mà nghĩ là một cái cảm giác sợ hãi, sợ bị phán xét. Hồi xưa giờ mình quen với cái chuyện đó rồi, hồi xưa giờ mình quen với cái chuyện là mình bị sai một cái là người ta sẽ phán xét mình: mày sai rồi, you wrong. Rồi vậy thôi, xong hết hết rồi, không có khúc sau nữa. Đáng lẽ còn khúc sau nữa, đáng lẽ còn cái khúc sau nữa, nhưng mà tới đó à, bình thường mình chỉ bị tới đó à. Mình làm cái gì đó, ví dụ như mình làm việc nhóm, mình sai chỗ nào cái người ta chỉ vô chỗ sai, người ta nói ông mình sai chỗ đó, nhưng mà không có chỉ mình cách giải quyết cái điểm sai đó, và cũng không chỉ ra mày có những ưu điểm nào. Ở đây đủ hết, ở đây thì đầy đủ tất cả các bước đó. Tại vì mình quen với cái việc là mình sai và mình sẽ bị phán xét, và cái cảm giác bị phán xét đó nó không hề dễ chịu chút nào cả. Không hề dễ chịu chút nào cả, mà vô môi trường tài năng đây là chắc chắn phải đem những cái đó ra để mà giải quyết. Chắc chắn phải đem những cái đó ra để mà giải quyết.
Và đây là đúng kiểu giải quyết nha, chứ không phải là đem ra rồi xỉa xói thì cho mày chết, giặt cho mày chết thì không 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 có cái đó. Mà mình nghĩ là cái cảm giác sợ hãi đó nó có nhiều lắm, đặc biệt là với những cái thực tế bây giờ quan sát được thì hoàn toàn có những điều đó, bởi vì không có cái sự đồng hành, không có sự đồng hành. Và một cái điều nữa là khi mà nếu mà bạn vượt qua được cái điều đó thì mình chỉ nói một cái điều này thôi, mình chỉ nói một cái chuyện đơn giản vậy thôi, là trong đây không ai rảnh đâu mà phán xét bạn. Chỉ đơn giản vậy thôi, không ai rảnh đâu mà phán xét bạn. Nếu chuyện đó không có lợi cho người ta cũng không phán xét, làm gì nói thừa thãi thừa lời. Và một chuyện nữa là ở đây có những người người ta sẵn lòng, người ta chỉ cho bạn cái điểm sai của bạn chỗ đó, người ta chỉ cho bạn hướng giải quyết luôn. Quan trọng là bạn có giải quyết không, quan trọng là bạn có lấy vô bạn xài thử không. Và những người trong này thì nói chung là đây là cái môi trường của tình thương, môi trường của tình thương mà. Đừng có ví dụ bị la là cái chuyện, nói chung là cũng thường xảy ra, không phải là không có. Bị la cũng có, cảm giác bị động chạm cũng có, bị tự ái rồi có đầy đủ hết trơn đó. Nhưng mà mình phải nhìn ra được cái lý do đằng sau đó. Một cái người người ta quá là xịn mà người ta chịu khó, người ta chỉ cho mình cái chỗ đó, hay là một cái môi trường người ta sẵn sàng người ta chỉ cho mình và người ta đồng hành với mình sửa chuyện đó luôn. Mình sửa không được mình nói lại cho người ta chỉ lại sửa tiếp. Không, cách này không được ha, để đổi cách khác. Gặp người này cách này không phù hợp với ông phải không, ok để tôi chỉ kêu người khác chỉ rồi cách này phù hợp với ông không ha. Đó là thì cái môi trường nó đầy đủ hết tất cả những cái cơ hội như vậy đó, thì mình nghĩ là cái chuyện sợ hãi mình sẽ vượt qua dễ dàng thôi, nếu mà mình quan sát được. Thì giống như anh Tân nói là dắt vô coi thử đi, biết à, dắt vô một cái khóa bổ trợ hay là một cái tọa đàm nào đó bất kỳ, là mình sẽ quan sát được cái điều đó ngay. Ở bển là đã có cái nỗi sợ phán xét rồi, bên đây con cũng mới liệt kê ra ba cái nỗi sợ khác mà con nghĩ là những mọi người có thể gặp phải. Thứ nhất là sợ đối diện, thứ hai là sợ sai, và thứ ba là sợ sửa. Đó là ba cái sợ mà con nghĩ là gặp khi mà e dè đó. Về cái sợ đối diện hay gọi là cái sợ nhận diện, mình tự nhiên cái mình sợ mình biết cái sai của mình là như vậy đó, cái mình không có dám nói, không có dám đặt câu hỏi mình, ủa đặt sai rồi sao, rồi rồi bị chê bị cười bị nói này nói nọ rồi sao. Thì cái đó là khi mà người ta không dám nói lên cái ý của mình, tại vì sợ phải đối diện với những cái sai xấu, những cái mà nó không đúng trong cái tư tưởng hay là trong cái suy nghĩ của mình đó. Thì cái đó là cái thứ nhất là cái sợ đối diện. Mà cho dù mà vượt qua cái nỗi sợ đối diện đó thì vẫn dính tới cái kia là cái sợ sai. Có những người người ta đã vượt qua cái việc mà sợ đối diện, người ta đã nói lên rồi nhưng mà bị kêu sai cái sợ mặc cảm liền, không nói nữa, ngưng ngay khúc này luôn. Đó là đã vượt qua khúc đầu ấy nha, đến khúc này thì vẫn còn gặp cái sợ sai lần hai lần thì còn bình thường, nói câu nào ra bị kêu sai sai rồi sai, cái khúc đó sai câu đó nhiều lần nó cũng quê chứ trời, rồi sao mà người ta được đó, cái để ra cái mặc cảm và khép mình hơn, không có còn ấy nữa, không có còn chủ động nữa. Cái cuối là cái sợ sửa, là khi mà không sợ hai cái trên rồi, đã không sợ đối diện rồi mà sai thì cũng không sợ luôn, cũng hỏi hoài kêu chửi sai thì vẫn hỏi hoài luôn, nhưng mà sợ sửa. Con bị cái này nè, con bị cái này hỏi hỏi quá trời đó, nhưng mà sợ sửa nha, sợ sửa hoặc là lười sửa, không muốn sửa. Sao phải sửa, tại sao tôi phải sửa thế đó? Đã không sợ sai, không sợ đối diện, cũng không sợ sai luôn, nhưng sợ sửa, sợ phải đi mất cái thời gian để mà điều chỉnh những cái sai cũ của mình, rồi mất cái thời gian để mà gieo trồng những cái mới hơn, tốt hơn. Đó là ba cái nỗi sợ mà con nghĩ là một người e dè có thể có, không những e dè trong cái việc mà phát biểu ý kiến mà còn e dè trong cái việc thăng tiến nữa. Đó là ba cái nỗi sợ. Còn làm như thế nào, làm sao để bớt cái đó
thì con nghĩ đầu tiên là phải muốn trước đã, phải có cái sự muốn của tự lực, phải có cái ý chí muốn, không muốn không ai ép được trơn. Như nãy nói đó, ai gánh đầu ép, ai gánh đâu mà đi kêu làm này làm kia, thì phải muốn trước đi. Muốn rồi thì tự động sắp đích đi làm thôi à. Đó. Làm rồi trong cái lúc muốn đó là phải kiên trì với cái sự muốn đó, cũng như kiên trì với cái sự làm đó, chứ không phải nay muốn cái mai hết muốn đó thì không được. Và làm xong thì đi xem xét lại cái việc làm đó của mình thôi, và bên cạnh cái tự lực đó đó, cần cái tha lực, là cần những cái cơ hội, cần những cái con người đi cùng đồng hành, những người nâng đỡ mình, những người mà giải quyết những cái khó khăn cho mình. Thì nói rằng là ở cái môi trường trung tâm này thì cái điều đó nó quá là sẵn sàng luôn rồi, nó chỉ thiếu cái tự lực thôi, chứ còn cái tha lực là gọi là full, không còn có thiếu cái gì nữa hết. Thì cái đó là cái hướng giải quyết mà con nghĩ là nên đề ra cho những cái bạn mà hơi e dè và rụt rè. Cô My chỉ dám bổ sung một cái điều nó rất là nhỏ thôi. Hy vọng là nó có thêm cái tính liên kết với các cái ý kiến của ba cô cậu trong nhà mình đã dốc hết ruột gan để chia sẻ, đó là biết thương và học cái cách để biết thương bản thân mình chút xíu. Chỉ có như vậy thôi thì mình mới cố gắng hơn nữa, mình mới bỏ qua những cái lý lẽ mà nó cù bắp cù mía của mình từ trước giờ, để mình thay bằng mấy thứ nó xịn hơn, để mình mở con mắt mình ra, mình nhìn thấy bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu người có thể giúp mình. Chỉ có nước là mình ới lên tiếng vậy thôi đó là được đó. Mà mình phải thương mình đi, thương mình đi chứ trầy vi tróc vải rồi, mệt mỏi lên bờ xuống ruộng cũng nhiều rồi, chứ có sướng ít gì đâu. Không, cho dù sướng ít đi chăng nữa thì sau đó nó cũng chóng vánh lắm. Thương mình, thương, thương thiệt sự thương mình bằng cái sự hiểu biết. Wow. Ok, rất là cảm ơn cái phần chia sẻ của tất cả mọi người. Cũng khá là hy hữu và trùng hợp, đó là kiểu talk show của chúng mình đó, được ghi hình vào những cái giây phút cuối cùng của năm cũ. Mình cũng hy vọng đây là một cái điểm đi, là buổi sau buổi tọa đàm này á, thì ta kiểu từ năm cũ sang năm mới thì là sẽ có những cái sự thay đổi hơn, và cũng hy vọng là những cái người mà cần thiết, những cái người mà có những cái mong muốn mà thay đổi bản thân mình, cải thiện bản thân mình hơn trên cái con đường thăng tiến, sẽ có thể biết được những cái và những cái điều họ cần biết để mà có thể nguyện cho họ sống được ngày càng được thanh tịnh hơn. Thì đó là ý ý của mình. Thực ra là mọi người xem cái talk show của nhà Barami kỳ này thì mọi người cũng sẽ thấy cái giờ. Bây giờ đã là 11 giờ 50, 59 phút. Thật sự có cái buổi talk show ngày hôm nay nó cũng khá là vất vả. Và các cái thành viên trong nhà Barami cũng có nhiều cái sự cố gắng lắm. Chỉ mong muốn là một cái số mà nói về cái chương trình tài năng, trung tâm của trung tâm Chí Dũng và là cái huyết mạch của rất nhiều người trên cái con đường mà thăng tiến bản thân họ và mang lại những cái điều thiệt sự là lợi ích cho những cái người thân, người thương xung quanh họ đó, thì nó xứng đáng cần phải nên phải có mặt vào cái thời điểm giao mùa này, chuyển qua năm mới này và qua ngày mai, cái ngày đầu tiên của năm 2022. Quý vị
xem những cái chia sẻ này. Hy vọng là quý vị sực nhớ lại, thương mình, và nhớ tất cả những cái lý do mà từ nãy giờ các cô các cậu trong trong nhà Barami đã hết sức chia sẻ với quý vị, và tìm quyết định cho mình một cái điều nó thiệt sự là xứng đáng cho cái năm mới. Và đối với riêng cô My, cái điều quyết định mà nó xứng đáng nhất, học tài năng đi mấy đứa, hãy học tài năng. Thì cái là thôi, chúc mừng năm mới mọi người. Mình tệ cái khoảng chúc Tết lắm, mình khoảng tệ cái khoảng mà gửi lời chúc mọi người lắm. Thì mình chỉ nói cái trong phạm vi mục đích của cái talk show này, đó là nói tất cả những gì mà cần nói để mà cho mọi người hiểu thêm hoặc là hiểu đúng hơn về lớp tài năng thôi. Và việc tham gia lớp tài năng thì đương nhiên là tất cả chúng tôi đều chờ đợi các bạn. Chỉ vậy thôi. Rồi, Dung ơi, Dạ. em có chia sẻ gì luôn đó? Chúc Tết mọi người, chúc mọi người chúc mọi người năm mới vui vẻ. Chắc là sẽ có nhiều nhiều sức khỏe. Tất nhiên là đầu tiên là vẫn là sức khỏe để mà có thể đi trên cái con đường thăng tiến, con đường khó khăn này, thì cần phải rất là nhiều sức khỏe để học tập này, để làm việc nè. Rồi tiếp nữa là thôi chúc gì giờ trời, chúc mọi người đầu óc minh mẫn sáng suốt à, kiểu con chúc Tết thì tới giờ thường chúc an khang thịnh vượng, tiền vô như nước, lúa gạo đầy bụng, cái này vô đây chúc nó không có hợp. Chúc mọi người năm mới có nhiều sự thăng tiến hơn năm cũ. Và thăng tiến là cái gì? Thì thăng tiến là cái gì thì học tài năng, mọi người sẽ biết thăng tiến là cái gì nha. Rồi, chúc mừng năm mới mọi người. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới mọi người. Thì mình cũng xin chốt lại cái này, một điều đó là những gì cần nói thì cũng đã nói rồi, thì còn lại là nguyện cho mọi người có được cái sự suy xét, sức khỏe và cái trí tuệ để có thể tiếp tục trên cái con đường mà mình đã chọn. Và như Dung nói, thăng tiến thì muốn thăng tiến là gì thì là đi học đi chứ sao vậy? Chúc Chúc mừng mừng năm mới. mới. Bye 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 bye.